Em thì chưa có điện thoại di động, anh thì xài di động. Em tối ngày cái muốn gọi cho anh á, cái cầm điện thoại bàn lên gọi. Mà gọi cho anh toàn là 1-2 giờ sáng không à, canh ba mẹ ngủ hết mới gọi. Nguyên một tháng trời như vậy, điện thoại tự nhiên từ 40,000 nó lên tới 1,000,000 luôn. Em sợ quá lấy cái bill điện thoại đem giấu. Giấu được 2 tháng, tháng thứ 3 bị mẹ phát hiện. Đó thì em đang đi học, tự nhiên có điện thoại bàn gọi, em cứ tưởng là cô ấy gọi. Sau đó bắt máy lên, alo, em hả? Cái đầu dây bên kia cái giọng khác liền. Tụi em quen nhau cũng được khoảng hơn 2 năm. Cái lúc đó là cãi vã, cái hai đứa nói thôi vậy thôi chia tay đi. Rồi chia tay nhau rồi em làm gì? Lúc đó em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự á. Đi bộ đội. Mà đi xong rồi đi vô trong đó rồi, tự nhiên thấy nhớ quá. Tại lúc đó gọi điện cho mẹ cô ấy phải thăm, phải có bầu chứ. Dạ em tên là Tấn Lộc, hôm nay 28 tuổi, hiện đang làm nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật. Nhân viên kỹ thuật. Còn em? Dạ em tên là Ngọc Đăng, hôm nay em 24 tuổi, hiện em là nhân viên kinh doanh. Kinh doanh, kỹ thuật. Vậy thì kỹ thuật và kinh doanh gặp nhau khi nào? Dạ. Kỹ thuật và kinh doanh gặp nhau tình cờ trên một chuyến xe buýt. Có thể gọi là chuyến xe định mệnh đúng không anh chị? Lúc đó là em đang học lớp 12 thì phương tiện đi lại chủ yếu là chỉ bằng xe buýt thôi. Rồi cứ mỗi lần đi về là 5 giờ 15 thì lên xe đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì quay ra làm sao thấy có một cặp mắt chằm chằm nhìn vô mình. Cái mình cũng nhìn lại. Thấy anh này cũng dễ thương mà cái tự nhiên cái em lại đây ngồi đi em. Là giường ghế cho em. Nhưng mà tại sao lúc đó bạn lại có một cái hành động ga lăng với cô gái đặc biệt này? Ta là lúc đó là em đã để ý cô bé này lâu lắm rồi. Lúc đầu em gặp là thấy cô bé mặc áo dài, tóc dài tới ngang lưng, nhìn dễ thương lắm. Lúc đó là trong đầu em nghĩ là phải cua bằng được cho cô này mới chịu. Ngày nào em cũng cố tình để đây gặp cô ấy vậy đó. Canh đúng cái giờ đó, 5 giờ 15 dạ. Phải không? Chạy lên coi chiếm đúng một cái ghế. Một dạ. Cái ghế một thôi xong mời đúng cô đó ngồi thôi. Dạ. Đúng không? Mấy lần? Dạ, nhiều lắm. Vậy thì khi nào mà bạn mới quyết định gọi là tấn công cô gái này? Ra nói tấn công là cũng phải, tại vì phần là do mẹ vợ của mẹ của cô ấy. Dạ. Thế là sao? Dạ, có nghĩa là như vậy nè. Hồi đó em thì chưa có điện thoại di động. Anh thì xài di động. Em tối ngày cái muốn gọi cho anh á, cái cầm điện thoại bàn lên gọi. Mà gọi cho anh toàn là 1-2 giờ sáng không à, canh ba mẹ ngủ hết mới gọi. Nguyên một tháng trời như vậy, điện thoại tự nhiên từ 40,000 nó lên tới 1,000,000 luôn. Em sợ quá lấy cái bill điện thoại đem giấu. Giấu được 2 tháng, tháng thứ 3 bị mẹ phát hiện. Ê, mẹ em kêu lại mày hỏi nhà này ba mày không gọi rồi, tao cũng không gọi rồi. Vậy ai gọi, có mình mày gọi rồi. Em mày không lẽ nó mới có mấy tuổi nó cầm thoại nó gọi mấy tiếng đồng hồ. Dạ con gọi cho bạn hỏi bài. Hỏi bài gì 1-2 giờ sáng. Em sợ quá không biết sao. Nói giờ nói thiệt đi. Nói dạ con nói không được. Nói không được phải không con? Con nằm xuống đi con. Lấy hai cái chổi lông gà để sẵn anh. Giờ con nói không con? Dạ không. Quýnh né cây thứ nhất rồi vẫn không nói. Em rất là lì kiên cường lắm không nói. Xong rồi thêm cây thứ hai nữa. Cũng xong luôn cây chổi lông gà. 2 cây. Nhưng mà lúc em đau quá rồi. Nói thôi mẹ ơi con nói. Nói là vậy hỏi mày học ở đâu? Dạ học viện nghệ U chính viễn thông. Rồi được rồi. Thế là chiều đó tri được liền. Họ tên đầy đủ. Dạ. Mà khi mà bị truy ra đó, đó thì em đang đi học, tự nhiên có điện thoại bàn gọi, em cứ tưởng là cô ấy gọi. Sau đó bắt máy lên, alo, em hả? Cái đầu dây bên kia cái giọng khác liền. Thấy hỏi là cậu là ai? Sao đêm nào cái Đăng cũng gọi điện cho 1-2 giờ đêm không à? Rồi xong rồi mẹ kêu là to chiều nay qua nhà mẹ để nói chuyện. Trời ơi, đó, tội nghiệp nói không? Gì luôn hả? Dạ. Tới bây giờ á, mà nhớ lại quá khứ còn xúc mồ hôi hả? Mà vẫn còn run nữa kìa. Lúc đó là tay chân yếu hết luôn à. Yếu hả? Dạ. Nghĩa là nhớ lại vẫn còn yếu phải không? Dạ. Em cứ tưởng là kỳ này chắc là tiêu rồi. Rồi sao? Rồi sao? Em lấy hết can đảm rồi, cố gắng gì lắm mới dám qua. Vừa bước vào nhà là nhìn mặt mẹ cô ấy rất nghiêm nghị. Dạ sợ lắm. Lúc đó là có em đúng không? Dạ có. Nhưng mà mẹ bắt cô ấy đi vô phòng đóng cửa lại cho mình em với mẹ cô ấy thôi. Rồi. Mẹ cô ấy làm gì? Không, nó bắt đầu nói gì chứ sao làm gì? Không, làm gì là xử đó. Không lẽ đánh nhỏ? Nhiều khi bắt rồi lấy cái chỗ lông gà ra nữa là sao? Thế là mẹ bắt đầu khảo khung liền. Mẹ hỏi nhà ở đâu, tên gì, rồi quen mới Đăng lâu chưa. Dạ sau một hồi run rẩy trả lời thì có lẽ mẹ cô ấy thấy em lúng túng rồi run quá tội nghiệp hay sao á. Rồi mẹ cô ấy hỏi là con có thương mấy Đăng thật không. Lúc đó là trong lòng mừng lắm, trả lời dạ có liền. Lúc mà em mở cửa đi ra là thấy hai người mẹ em với anh ấy là hai người cười vui vẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi coi sau đó là trơn tru luôn tình yêu, là được phụ huynh đồng ý hay là có gì nữa không? Dạ có. Tụi em quen nhau cũng được khoảng hơn 2 năm. Cái lúc đó là cãi vã, cái hai đứa nói thôi vậy thôi chia tay đi. Dạ. Rồi sao rồi chia tay nhau rồi em làm gì? Mà lúc đó em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự á. Đi bộ đội. Đi bộ đội.
mà đi xong rồi đi vô vô trong đó rồi tự nhiên thấy nhớ quá. Tại lúc đó gọi điện cho mẹ cô ấy hỏi thăm, hỏi cô ấy có bồ chưa. Tại lúc đó là cô ấy không có cho số điện thoại cô ấy. Còn có tôi đang giận. Còn cô ấy thì sao? Dạ bữa đó thì có nghe mẹ đi làm về, mẹ kể hồi nãy Lộc có gọi cho mẹ nói mai mốt á con về con cưới bé Đăng đó, nó nói nguyên văn vậy đó. À vậy mẹ mẹ giữ bé Đăng giùm con đó phải không? Dạ. Mốt về là con hót đúng không? Nếu mà em có gặp trường hợp éo le như vậy thì nên học cái sách này. À. Lúc mà em đi bộ đội về á, có nhiều lúc cố tình nó đi ngang nhà cô ấy, đi trước nhà nhưng mà không có dám vô nhà, tại vì biết cô ấy còn đang giận mà. Giận gì mà dám dữ vậy? Xong rồi có một bữa đi ngang cái gặp cô ấy đứng trước nhà, tự nhiên thấy sạch kịch luôn. Mà làm dạ. Gì? Xong rồi không biết tự nhiên cái bói đó không biết nói gì hết, thì cái hỏi cô ấy sao lúc này em mập quá vậy? Trời ơi. Không nhận đi bộ đội về có duyên ghê. Em có mập thiệt không? Dạ lúc đó mập hơn chút xíu thôi chị. Hơn hồi đó. Lúc đó là em thấy mặt cô ấy bắt đầu giống như là xịt xì khói lên vậy đó. Dạ giận dữ. Lúc đó em cũng sợ nữa, cái em giả bộ em nói thôi anh đi đây cái gì chút anh ghé lại nha. Rồi mất tiêu luôn. Dạ anh như cô ấy là nói thôi đi luôn đi đừng ghé lại. rồi sau cái cú mà em ơi sao giờ này em mập quá vậy. Dạ. Rồi anh đi đó, rồi anh khiến anh quay lại thì hai đứa làm sao? Cỡ 2-3 ngày sau anh. Em đang online thì nhảy vô nói chuyện. Em ơi bữa anh có nói là anh quay lại nhưng mà anh kẹt quá anh về luôn. Bữa nay anh mời em uống cà phê. Cũng đồng ý đi uống cà phê với anh. Đi vô quán cà phê hai đứa ngồi cũng hơi cách nhau chút thôi. Đang ngồi nói chuyện vậy đó, tự nhiên nhào qua hung má em cái. Trời ơi. Thì em quán tính mà lúc đó mặt em đỏ lên quay qua tát cái bố. Quýnh liền đúng không? Tán trắng giấy mặt mày luôn. Rồi lần đó em có giận lại cổ không? Dạ không, em có giận. Vậy tại, hả? Tại vì hung đỏ quá là tán đau cũng được. Chị hỏi nè, cái lúc mà em làm quen lại thì mẹ của bạn có biết không? Dạ lúc đó thì mẹ chưa biết. Cậu đi chơi về khuya quá đó, cái bắt đầu mẹ mới hỏi, cậu ấy mới nói là đi chơi với anh Lộc. Rồi lúc đó mẹ phản ứng sao? Mẹ nói vậy hả, để tao gọi điện kêu nó qua đây. Tiếp theo nữa, nghĩa là cú gọi điện thoại lần hai. Lần rồi có gặp mẹ không? Dạ có. Rồi mẹ nói gì? Mẹ nói là kêu ba mẹ qua nhà nói chuyện với hai bác. Kêu là bật đèn xanh luôn đó chị. Rồi có chụp thời cơ liền không em? Là xong rồi hai người qua nhà nói chuyện xong đi coi thầy luôn. Hồi vậy đó hả? Dạ. Bao lâu cưng? Dạ nửa năm sau. Dạ. Nửa năm sau. Coi thầy xong là cưới luôn đó. Dạ. Thế thứ hai đứa lấy nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ gần 1 năm rưỡi. Một năm rưỡi. Vậy thì sau khi hôn nhân hai bạn có điều gì bất ngờ ở nhau? Dạ em thì có một tật rất là xấu, là giống như là mỗi lần mà em đi làm về là 5:30 là em làm là ra 5:45 về tới nhà, bữa nào mà giờ chừng chở chừng 10 phút á, nhìn là cái mặt hầm hầm liền, giống như là đi sợ đi với cô nào vậy đó, ghen lắm. Ớt nào mà ớt chẳng cay, vợ nào mà vợ chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà ghen vậy là có hơi quá không? Nhưng mà có những chuyện không giận vậy không được, chẳng hạn như là bữa đó nói hứa với em là đá banh tới 7 giờ về thôi, mà tới 9 giờ em cũng chưa thấy đâu hết. Giờ đường xá giờ thì nguy hiểm, em sợ không biết ra đường có gì không, mà đá banh thì không có túi để đựng điện thoại nên không đem điện thoại theo nữa. Không có gì để liên lạc hết. Thì em mới cuống cuồng lên, em mới gọi điện cho cái chị đó. Thì chị đó là biết là trong đội banh là có những anh nào đi đá, kiếm coi giờ chồng em đang ở đâu. Cái chị đó bắt điện thoại lên: trời em ơi, giờ nửa đêm rồi em gọi điện cho chị em kiếm chồng em là làm sao? Chồng chị nằm kế bên đây nè. Thế là sáng sớm đi đâu? Dạ, tại bữa đó là em đó đá banh mà sung quá, cái anh em ngủ đá thêm 2 tiếng nữa. Tới 9 giờ mới về. Trời, cái chị kia cũng quá à. Mới 9 giờ mà la nhỏ là nửa đêm à. Trời, sáng sớm vừa vô công ty là nó trời em, hai vợ chồng đi muốn đốt nhà chị hay sao, vợ nửa đêm gọi kiếm chồng. Vậy thì em có mong muốn chồng em có sự thay đổi gì không? Dạ em nhìn chung thì chồng em không có cái gì xấu hết. Đâu có gì xấu đâu, nãy giờ người ta thấy toàn cái tích cực không à. Dạ. Chỉ có một chuyện là mỗi lần mà em hay giận cái vụ mà ảnh về trễ vậy đó. Rồi hay là có chuyện gì mà để cho em bực bội của em giận á, cái ảnh cũng giận theo luôn. Có nghĩa là không có thèm mà vợ ơi thôi đừng giận nữa, xuống nước năn nỉ em chút xíu đi, em mau hết giận lắm. Mà cứ thấy em giận là giận luôn. Dạ. Bà cương tới đâu tôi cương tới đó. Dạ. Đúng không? Cái thành ra tự em phải đi qua em năn nỉ, thôi chồng đừng giận, thôi về đi. Bây giờ cái điều mà em muốn là xe cái đó ra đi. Ví dụ như 10 lần giận thì chồng năn nỉ 5 lần, vợ năn nỉ 5 lần thôi chứ. Cũng bắt nhỏ làm hoài sao? Cái tật này ngộ lắm. Giận là giận hoài là không năn nỉ mà khan nước miếng luôn, uống nước nữa
năn nỉ nữa cũng cũng giận nữa. À, là dĩ độc chị độc. Dạ. Bà mà giận thì giận theo. Dạ. Năn nỉ hết nổi rồi quay được lại giận luôn. Đó là đi năn nỉ lại à. Ồ, dạ. Vậy đó. Còn em muốn vợ thay đổi cái gì? Em thì muốn vợ thay đổi là bớt cái quản lý mà thời gian giờ giấc lại. Dạ. Cho lỏng lẻo chút xíu phải. Dạ, cho nó thoải mái xíu. Có nghĩa là thực ra bây giờ cái thời đại này á, mỗi người một công một việc. Vấn đề ở đây vợ chồng sống là phải tin nhau thôi. Chị thấy một cái điều như vậy qua cái kinh nghiệm cái cuộc sống của chị. Tại vì á, cái cảm giác của cái người phụ nữ nó rất hay. Khi người chồng mình có cái vấn đề gì á, mình biết liền. Thì nếu như mà em thực lòng yêu chồng em á, thì á, chấp sổ luôn. Cho đi một tiếng, hai tiếng cũng không vấn đề gì hết. Chị nghĩ là như vậy. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, xin cảm ơn. À, xin tự giới thiệu, tôi là Lê Xuân Khánh, sinh ra tại Đắk Lắk và hiện đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thùy Nga, em 25 tuổi, em đang làm điều hành tour du lịch. Một người thì ở bên văn hóa, một người thì bên du lịch. Có lẽ là các bạn gặp nhau ở một hoàn cảnh rất là lãng mạn, đúng không? Em nghĩ chắc có lẽ là Khánh đi du lịch và tình cờ gặp Nga, đúng không? Ở trường hợp này chắc là không. Cơ duyên là hai bạn gặp nhau. Dạ, tụi em gặp nhau tại trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em là sinh viên, còn anh là cán bộ của trường Đại học Văn hóa. Vậy thì cái ấn tượng đầu tiên mà ảnh em nhìn ảnh gì? Nhìn cũng hay hay, nghiêm nghiêm. Cô là thí sinh, em có chấm cô không? Hay dạ. Là cô vô học rồi thì em. Cô vào học rồi mới quen. Ấn tượng ở trong em về Nga lúc ban đầu thì như thế nào? Cái mái tóc vàng còn chén. Đặt vào mắt nha. Nhưng mà ấn tượng thích hay là ấn tượng không thích? Lúc đó thì còn thích. Thường đàn ông là vậy đó. Chị ảnh tượng chị Vân, em chưa thích, lúc là chưa thích. Vậy thì lúc nào thích? Khoảng 2-3 năm sau mới thích cơ. 2-3 năm sau? Trời ơi, dai dẳng vậy đó hả em? Thì trong 2-3 năm đó thì em làm gì để cho anh thích? Khi mà tụi em cùng tham gia văn nghệ á, ảnh là người đưa cho em cái đĩa để về em nghe và em hát. Thì khi xưa là em tham gia đội văn nghệ. Em có nhớ bài hát đó là bài gì? Bài hát đó là bài ngày đầu tiên đến trường. Là cái bài của Đức hả? Không, bài đó là bài của Mỹ Tâm hát đó chị. Hát đâu rồi, đâu, thêm thêm thêm. 2-3. Nào ai ơi biến trăng, bao thầy cô năm xưa giúp ta. Hiện giờ thấy như sao bỗng dưng e ngại. Hay quá, e ngại. Và từ đó là e ngại trong mắt của ảnh luôn, đúng không? À, lúc đó em nhớ là em vào đầu năm học á, thì em hát đó là 20 tháng 11. À. Xong rồi sau đó nữa thì là tới Noel. Thì cái anh này là ảnh rất là khô cứng, ảnh rất là cọc cằn. Nói chung là nghiêm lắm, hình như là ai cũng sợ đó. Ồ vậy hả? Dạ, sợ. Em cũng sợ sợ nhưng mà thấy cũng hay hay. Nên mà càng sợ thì càng thích tìm hiểu. Rồi. Dạ. Sau đó thì em mới tặng quà. Em tặng quà? Em tặng quà. Nhưng mà em theo đuổi anh. Dạ đúng rồi. Vậy thì nhận được món quà chắc thích lắm đúng không? Em học quà rất là to. Mở ra. Một lớp. Lớp gì? Bọc. À, mở thêm lớp nữa. À. Mở hoài tới lớp thứ 10. 10. Mở ra một viên sô-cô-la với túi bọc. Là một cái bánh khúc cây nhưng cái ngày nhân cái dịp lễ Giáng sinh ai về mở ra xúc cho là nhỏ xíu không té của mụ. Em đeo đuổi trong bao nhiêu lâu? Anh nói là 2-3 năm mới thích chứ thật ra là em đeo đuổi mới có mấy tháng là anh đổ à. Đó. Đổ sau món quà hay trước món quà? Dạ sau món quà nhưng mà vẫn sau thời gian nữa, tức là món quà đó vẫn chưa là hệ hướng gì với ảnh hết. Mình cảm giác là cô này cho mình cái món quà này chơi mình đây. Đó. Em suy nghĩ như thế. Chưa, lúc này chưa có suy nghĩ gì về phía cạnh khác. Đó. Cho hỏi nhỏ nha, cô này là người chủ động theo đuổi em, vậy thì ai là người chủ động tỏ tình? Cô ấy luôn. Không. Không phải là em mà là anh ấy. Cô ấy theo đuổi mình và có vài cái động tác cử chỉ. Ý anh nói là cử chỉ tỏ tình thôi, chứ thật sự lời tỏ tình đầu tiên là anh chứ không phải là em. Đó. Bây giờ chị không thể hiểu được bây giờ cái động tác nào mà em cho rằng cô tỏ tình với em. Có một cái chi tiết cái này là lúc cô ấy hát văn nghệ, cô vào cái đĩa cho bà xã để tập xong rồi mình đòi lại cái đĩa không trả. Rồi bây giờ đang muốn hỏi cái người nào mở lời tỏ tình đầu tiên. Chắc là có lẽ là mình đấy. Đó giờ anh đã ra rồi. Bây giờ anh đã thú nhận rồi. Nga kể đi cái câu tỏ tình đó làm sao. Lúc đó là lúc ở Hà Tiên, chồng em với em đi cùng với nguyên một đoàn đội văn nghệ với lại những sinh viên ở trường. Nhưng cái buổi khuya hôm đó, hai đứa em mới đi ra ngoài biển để dạo, nói chuyện qua lại. Anh nói là phải chi em là sinh viên khác trường. Thì lúc đó thì hai đứa mới quen nhau. Anh cho em là thời gian là đợi 3 năm nữa đi. Là 3 năm nữa? 3 năm nữa đi em ra trường á. Anh nói như thế thì em mới nói là em cũng đồng ý nhưng em vẫn có thể quen người khác.
chứ ảnh cũng có thể quen người khác nếu mà cảm thấy không thích nhau. Sau đó thì ảnh mới thấy như vậy thì mới chập tay mình luôn, và ảnh nói là hãy làm bạn gái của ảnh. Lý do gì mà bạn lại ra một cái thời hạn là trong 3 năm nữa mới đáp lại tình cảm của cô? Trước đó mình có quen cô bạn gái đó. Từ đó, bắt đầu thấy kiếm trong bọc mới lòi ra rồi sao? Sao mình có cái lời hứa nhỏ nhỏ thôi, chờ khi nào cô ấy có chồng đi mình quen. Trời ơi, vậy có nghĩa là các bạn gọi là tự vượt lên chính mình để mà đến với nhau đúng không? Quen đâu được bao nhiêu lâu em? Dạ tụi em quen cũng được 4 năm. 4 năm. Suôn sẻ không? Dạ giận hờn, chia tay nhiều lắm ạ. Cái giai đoạn mà giận nhau lâu nhất là bao lâu? Đôi khi cũng vài ngày thôi, nhưng mà người chủ động vậy. Ồ, em tự giận xong em tự quên. Tự quên luôn á. Lúc mới quen nhau á, có một cái người bạn khác nữa là rủ là cùng đi chung. Thì em mới nói là nếu mà đi chung thì em không đi nữa, em đi về. Chồng em thì lại nói là cứ đi chung. Em tức quá, em nói là bây giờ mà anh mà không về thì em nhảy xuống xe. Wow. Rồi sau đó anh chạy chậm lại một tiếng, tức quá nhảy xuống xe luôn. Lúc đêm mang giày cao gót vậy nè. Trời. Mà em xách cái đôi giày cao gót, em đi bộ về chắc gần 2 cây. Lúc đó cảm giác em sao? Nghĩ đầu cô này liều thật, năn nỉ, có giận thì giận thôi, lên xe trở về. Em nói không là không, cứ lẻo đẻo ra sao vậy đó. Em theo được khoảng cây số, tính em là không lên thôi, quay xe mình. Trời ơi, lúc đó em giận lắm chứ. Em mình thì mình con gái mà, mình cứ nghĩ là mình giận rồi mình cũng khóc một tí thì mình cũng nghĩ là con trai thì phải đi theo người ta một tí, năn nỉ người ta cũng mình coi thử độ kiên trì tới cỡ nào. Ai ngờ đâu mình quay qua quay lại chút chạy đâu mất tiêu, mình đi bộ về. Mà cái đó là giận. Có khi nào mà lên đỉnh điểm là hai đứa chia tay nhau? Dạ có luôn. Đúng đó mấy năm? 4 lần chia tay. 4 lần. 4 lần. 4 năm 4 lần. Vị chi là 1 năm chia tay nào? Chia tay. Lý do sao chia tay? Lúc đó ảnh đi làm rồi, còn em á vẫn là sinh viên, vẫn đang đi học mà, nên là mình cũng muốn người yêu quan tâm mình một tí. Nhưng mà ít quan tâm, không có giống như sinh viên mà quen sinh viên, nên là lúc đó mình cũng bị khó chịu. Nhưng mà nói gì nói hai bạn vẫn là một đôi và đi đến hôn nhân. Vậy thì sau khi kết hôn còn giận nữa không? Dạ sau khi kết hôn thì dường như là cái cuộc sống của tụi em cảm thấy hạnh phúc hơn. Rồi có nghĩa là bây giờ cho anh hỏi là với một cái cô vợ rất là đáng yêu như vậy, và trong một cái quá trình mà sống với nhau sau hôn nhân thì em thấy vợ em có điều gì chưa được? Ở vợ tôi bản là hoàn thiện, còn cái tính hơi bừa bộn một tí. Do đó thì mình thường xuyên là phải gấp đồ lại đó, bỏ gọn lại. Vâng, rồi nấu ăn cho bà xã ăn. Ngoài ra còn gì nữa không? Tính tình thì sao? Cằn. Cọc cằn. Lúc xưa thì mình cọc cằn với cô ấy. Giờ cô ấy trả thù. Cái cọc cằn đỉnh điểm của cổ là gì? Giận quá đập đồ bỏ đi. Em nghĩ thì chồng em thì nói em cọc cằn nhưng mà chồng em cũng vậy. Thường là ảnh cũng hay cọc lắm. Nói chuyện với vợ là hay nói chuyện kiểu trọng không á. Em thì em không thích như vậy. Vậy à? Là nói chuyện với vợ, nói chuyện nhẹ nhàng một tí. Ngoài ra còn gì nữa không? Chồng em ví dụ như là muốn làm một cái gì đó hay là cái gì cũng hỏi mình một tí. Với lại những cái gì mà làm không được á thì nói là làm không được, chứ hay hứa mà khi không làm. Có cái câu chuyện nào mà nó thể kể không? Dạ ví dụ như là nói là đi mua xe tập đi cho con đi. Cứ ê à là nói đi rồi sau đó cứ đi mà cả tuần lễ vẫn chưa thấy xe tập đi cho con. Thì thực ra thì có khi nào mà ở nhà đó em nói riêng với chồng những cái chuyện như em vừa tâm sự không? Dạ cũng có nhưng mà ít lắm ạ. Theo chị thì sau cái buổi mà mình gặp nhau như vậy nè, khi ở nhà em có một cái điều gì em không vừa ý với chồng, em nói thẳng với chồng luôn. Dạ. Không có để bụng nữa. Còn chị thì chị thấy rằng với một cô vợ dễ thương như vậy á, em nên quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với vợ. Và còn một điều nữa là anh cũng muốn góp ý là em cũng phải nên nhẹ nhàng với vợ, bớt cọc cằn. Bởi vì nói gì thì nói, phụ nữ vẫn thích người đàn ông nhẹ nhàng với mình hơn. Đúng không nào? Vâng, xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà rồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú cũng đã thấy. Chú cũng đã thấy là cái gì trà rồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu.
Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Ừ, sao? Là con học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữ chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Anh Lâm nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo đúng không? Đó. Dạ. Rồi giờ học còn học bên bản không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng rồi hết tức tiền. Tức là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu có nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô nhờ make up xương xương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi mình có đi hát không vậy? Dạ con chỉ làm MV trên YouTube thôi ạ. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ thì để con thử coi làm sao. Hát thiệt luôn đi, khổ thử. Hát bài gì ta? Cái MV nào của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Ừ. Chuyện này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay dạ, lắm. Chồng sau mà. Không có nhạc. Mình hát chay. Hát chay hả? Vấn đề gì đó. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cổ dâu trong thật xinh đi theo anh dê dinh, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nghe thương. Không có gì đâu hết. Anh tôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thuận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Rồi, đã vậy gặp là, nhau rồi. Ừ nhưng dạ. Mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app live stream. Dạ. Giỏi vậy. Dạ. Ồ, bây giờ thí dụ như chú muốn live stream. Dạ. Mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên. Dạ. Chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng BeOnline và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi, thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33. 33. Lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Rồi, lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp á là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch thì có một số anh em ca sĩ á không có đi hát được thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con thì con mới đi vô trong xem chỉ like thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình live như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò. Con thì gắt mắt thấy không? Con thấy người ta làm gì là con chọc thế mà. Là xuất hiện trong cái like của cái dạ. Like cái like của một cái idol. Cái đầu đưa lên đưa xuống đưa dạ lên, dạ xuống, cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc. Thì ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này thì cứ vô tình vậy cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á là con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ tại vì nhìn ở trong cái app live nó quá trẻ đi. Thì đó bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình ghét của nào trời trao của nấy. Đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Đó, còn con sao con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Dạ thì gặp á thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái thôi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook
Tại vì cái chị kia ra chị giới thiệu là anh này, bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như là kiểu làm mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con coi sao thì thấy chụp hình, cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì cái nghĩ là mình trước chỉ chọc thôi. Có nghĩa là mình chỉ là nghĩ trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Rồi bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ, giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xắn đó dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Ừ. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em. Con nhắn tin con kêu em rồi. Ờ đó, đại đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó, bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn, không có gì hết trơn. Chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong rồi đi về. Dạ. Cái qua ngày hôm sau, cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin, nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê, cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió, cái con mới chạy xe Honda vô, thì tại vì nhà con ở quận 9, thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường, đồ xa lắm á, dạ, thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó thì vô đó uống cà phê, rồi xong uống cà phê xong, cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng, gung, không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Mà nó lại sao kỳ vậy ta? Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á, là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ hầm nó đóng cửa mình qua không có được vòng nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình ngủ khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết đâu, đó giờ cổ trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào. Cái nghe hồi con nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên cái mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ con, thôi giờ mình về nhà. Về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng con mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cổ thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh. Dọn chó, dọn đồ gì ui tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt con đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Thôi cũng gán đợi. Vì gái mà, cũng gán đợi. Đêm coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi đúng không? Ngon rồi, mình ngon rồi, không sao, đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà.
lên nhà cái kể kể đi. Trời tới chuyện tới tới khúc nóng bỏng là phải nhường cho vợ kể. Để chồng kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình. Xong rồi cho anh ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà nhà em đi. Thì mới chở về, đi chở về bển. Chở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi, thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn là 3 tháng mà. Làm học cô 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên hậu hấu không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Mình mới chạy lên trển. Tại nhà họ không có ai hết, có nuôi chó rồi đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống, chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó, đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh? Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa cảnh... đêm không có, nửa đêm có ngồi, có nằm, có khóc. Có nói, ủa sao khóc trời? Mình thì, mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ lắm, lạ chỗ ngủ không được. Cái bắt đầu lấy chân, lấy đồ đá vô giường, cớp vậy đó. Cái khổ tưởng là rồi ăn quả xong rồi, hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị cách chuồn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó. Là nằm, đương nhiên khóc. Hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con đó thì sao? Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, ăn ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái, không? Ở lúc rồi... đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa. Rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi, coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn. Thì mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược xem nó như thế nào. Mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thiệt. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em con live stream rồi đó. Là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn. Đó, rồi ngày lúc nào đó còn rất là hạnh phúc. Dạ đúng thấy rồi. Rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Yeah. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Yeah. Đó rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Yeah. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì mà sau đó có nói với tụi con là hạnh phúc là để lựa chọn. Dạ. Yeah. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê rồi đi ăn ốc. Dạ. Yeah. Xong lần thứ hai là uống cà phê. Là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Là chỉ có hai lần thôi. Vậy đó giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều nhưng người không biết đó là nhưng mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Gần mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Trước dịch 2 năm. Dạ, rồi sau không? Đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 á, của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng không? Kết dạ hôn đúng không? Kết hôn để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu nhưng mà không biết là có bầu tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô rồi xong cái đụng cái làm trận làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi ví dụ vậy rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi mở cửa cho ra đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi. Đi ăn trước ăn chè rồi đi về làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ với còn một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác
nhưng mà không biết sao tới rồi biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia, mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu, trời ơi nó sôi sục nó nóng lên mà cái vậy chứ cái tánh con rất là ta dặm mồ hôi mình lấy ra okay. Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Ừ, con xử lý sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống, mời người kia uống mà chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay lúc còn... đó chưa. À lúc đó đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Lúc đó là đang quen rồi, chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại lần rồi sau đó có giận không? Về thì cứ láp giáp rồi cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Vậy không có là... đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen nhưng mà cô không có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà đông, đúng có, rồi, đâu có vấn đề cũng, gì. Với lại mình cũng ngại. Rồi sợ chồng. Không, em đâu có. Trời ơi, đâu có phải tự nhiên dùng vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? À. Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được, và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu tại của bạn. Nóng quá. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Anh xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Dạ. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó cho mình vậy? Đúng không? Dạ. Một mũi tên một, bắn hai. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Dân. Đưa ra một cái kinh nghiệm, nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Dạ. Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tất hết mọi thứ rồi, bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi. Ký kết hôn. Nhưng mà bây giờ là em bé bữa là chú bồng phải không? Dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa tròn 1 tuổi luôn ạ. Vừa thôi nói trai xong. Gái gì con? Dạ, con trai. Trời. Giống chắc giống ba hả? Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Y gặp y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó, cái phần cái phần nhà. Mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Rồi, đợi xíu nữa coi. Không có nghiêm. Tự nhiên nó leo lên. Leo lên đây đi mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, nó rực xíu. Lên. Dạ, này chị, đây nè. Nó rớt cái filter. Vô mặt dàn khe. Cười nhiều quá không? Uống nước đi, lấy nước cho bé uống kìa mấy đứa ơi. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Bà Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gỡ cho coi cột cho nó dịch lại. Rung. Coi như trường cô là không có khóa năm đó. Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa năm con á thầy giải tán hốt qua bển á. Đâu có không thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong hết vừa cái sân khấu đó xong rồi thấy mấy bạn con đi hết trơn. Ờ đó. Mon này kia nó đi hết. Đó thầy Thảo hốt qua bển. Thầy Thảo thầy Minh chia. Không, thầy Thảo thôi chứ không có thầy Minh. Thầy Minh là sao nữa? Với thầy Thảo làm trước xong rồi qua mới qua thầy Minh. Đà con vừa nghỉ xong rồi tự động gom qua thầy Thảo, gom qua thầy Thảo hết. Là cái khóa chung với khóa năm đó Phúc nữa phải không? K5 dạ. Phúc con Thanh nữa. Dạ. Hồi đó tôi bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh đó. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha, 50 ở lại với mẹ đó.
Thằng Trung Anh nó đang quay cho em nè, dễ thương lắm. Anh cho em đi xem. Mà giờ nó đang học chuyên 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 khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu, cho nó học chuyên sâu. Em nói á, tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em lên nổi tiếng nước ngoài. Thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình lên. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp, ngồi lại với nhau, bữa nào chuyện nói với tụi nó, ngồi lại với nhau suy nghĩ tìm gì nó tự úp lên, được úp lên kênh của cô sẵn sàng sức khỏe lên. Chỉ tạo cái mục đó, cái thư mục đó dân. Chị biết rồi. Chụp hình. Chụp hình với cô. Tranh thủ. Con ơi. Ôi trời ơi, Duy chi cho cực vậy rồi. Ok, đứng lên. Rồi, vô chưa? Rồi nó áp quá ha. Cũng không áp gì mấy. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Được chưa? Chút chụp tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời mà Thảo, nằm cái là yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó quay rồi mà. Anh nghe Tuấn ơi, bé cầm giùm cô đi nhé. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi Tuấn ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa. Đi chốt mấy cái địa điểm nữa nha. Chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi, ok. Anh Quang, rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh Quang đón, rồi không kêu anh Quang Minh qua bên anh nghe tính nha. Bây giờ ghế rồi. Anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, con ngồi thẳng nó đó thì nó mới không té. Đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Rồi lẹ nào. Bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi. Không được nhiều. Trên kia quy định rồi, một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó. Rồi, bắt đầu nè. 2, 3. Rồi, bây giờ. Ông nó đứng hình luôn. Phải biết kêu mà đem xuống cho cậu một hộp trà. Để gửi qua. Cái trà là trà gì? Mà lấy cho cậu, cậu hết trơn luôn đó. Dạ. Trà cậu gì? Hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời uống vô. Quá uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, nó lọc. Quá đi toilet đã lắm. Lọc thận nè, lọc gan, lọc máu. Ê chị, con gửi cho cậu nè, con gửi cho cậu mấy hộp. Để con gửi cho mẹ Dân mấy hộp nha. Dạ, để họ lấy số gửi tặng cho. Ok con. Dạ. Vậy đó hả con? Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Ngủ ngon chứ không phải mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là cô không uống được cái trà mà trà quậu, trà gì đó. Đấy không? Cái uống rất mát, ngon, thơm. Để nó thơm á. Con thơm. Bữa em uống em chưa rồi? Đẹp da, dễ đẹp, không đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok. Mày làm quà Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau, đó là thành chồng thành vợ với nhau. Vì gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì? Có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải giật lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì? Giờ đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết thì kỳ tao gì kỳ vậy? Rồi, chơi tại vì nha. Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là có cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bơm phải không? Dạ. Trời ơi, cái thả bơm này 100 ông chồng đi chan nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đâu mà trời ơi, con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời ơi. Mà con ngủ không được.
ông bắn hoài vậy mà có cái tật á, mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm, xong lấy cái mền chùm lại, không bụp 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 bụp, đúng bệnh của tất cả những cái ông chồng. Ông chồng rắn mắt á, mấy người ta cười mình tính đâu người ta vui mà, biết không, đúng không, mình nuôi làm chiếc nó càng chửi càng khóc, mình càng khoái, càng khoái ơi, càng không chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng, mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng. Rồi xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói, văng ra cửa xong mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà vú ở bển, xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1-2 giờ đêm gì đó. Trời ơi, nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Biên. Thiệt nó ra hết có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, cái hơi mà không cần thiết chứa. Người ta nói là ông bà hồi xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. Ôi trời đó thì thôi, như vậy là mình... chồng chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt, ruột tốt tiêu hóa nhanh, tiêu hóa nhanh. Với không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài, con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Nhưng cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy vui thôi, thôi. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm ra con là nấu ăn ok lắm. Tất cả hết chăm con nấu chăm ăn con, nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phải không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng vợ không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Hay nên quá. Là không có cơ hội để trăng hoa. Dạ có nghĩa là chưa có cơ hội. Đi đâu là sát bên đích thế đó. Hay đi nói như Sam vậy. Dạ có. Ôi vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao có thứ à? Có một loại thì có một thì thôi cũng có một tật xấu rồi, lầy đó, nhây đó. Chắc là chỉ mong muốn ở cái mong muốn ông thay đổi, ông bớt, ông bớt tha bơm không? Giờ con mong cũng chồng... vui mà cái đó cũng thật. Vậy ra thì con có mong chồng là... con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng và đặc biệt là đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi hả? Dạ không. Đó con là cái không lời... mong muốn, có nghĩa là con không là mong muốn. Là y vậy đúng tại không? Tại vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Dạ. Đó, chồng vụ kia cứ đi. Dạ. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái mặt anh đừng nghe anh, anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Đó. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Dạ. Ngoài cái việc gọi là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Dạ. Ha, à, chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. À, tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về thật xấu của cổ đi. Thì vợ con thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ. Gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra rồi thì cũng gác tới đây. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có gác bữa chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân quá không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có con. Nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác ngang. Ủa là sao? Tại là... vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình thức dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm vào thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi ngon gì nằm vào thấy núi đèn con có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá.
đó thì như đó cũng đó. Có hai cái cần phải thay đổi đó. Dạ. Con à, bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á, thách là làm, thách là làm. À, chị con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, với là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Dạ. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Nay con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Rồi trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ? Thì nhân hôm nay nè, nó nói với vợ đi. Dạ thì con thì con cũng nhìn vợ nói con thì con đây cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè, đó rồi con cái nè, rồi chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Mà nhà thì đông người thì một mình là vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết. Luôn vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn. Rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói, nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đi, đứng lên nói luôn. Nãy đi, nãy giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi đứng lên nói với vợ đi. Đó thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người đó. Thương quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng, con đứng lên đi. Thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ, và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á, đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong là rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi, đúng không con? Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng người. Cho nên đúng là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Đúng Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn cô.